Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy là chỉ còn ít ngày nữa là đến rằm tháng 7 âm lịch. Hôm nay tôi mời quý vị cùng với tôi, chúng ta đi tìm hiểu về ý nghĩa của ngày rằm tháng 7. Thưa quý vị, rằm tháng 7 âm lịch đối với người Việt Nam có rất nhiều ý nghĩa. Đó là ngày tưởng nhớ tổ tiên, là ngày báo hiếu cha mẹ, ngày thể hiện lòng từ bi đối với chúng sinh trong mùa xá tội vong nhân. Và trong tháng 7 này cũng có rất nhiều những sự kiện của Phật giáo được diễn ra trong cái dịp này. Trong đó nổi bật nhất là lễ Vu Lan báo hiếu. Cũng xin thưa với quý vị rằng bài chia sẻ này là bài được trích từ bài viết trên cổng thông tin điện tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi thấy hay và có nhiều ý nghĩa trong cái mùa Vu Lan này nên tôi chia sẻ lại để quý vị cùng với tôi chúng ta đi tìm hiểu Do đó, nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị hoan hỷ thứ lỗi cho. Thưa quý vị, rằm tháng 7 âm lịch hay còn được biết đến là ngày lễ Vu Lan. Đây là ngày lễ báo hiếu, một trong những lễ vô cùng quan trọng của Phật giáo. Nó có nhiều ý nghĩa, không chỉ riêng với đạo Phật mà nó còn có ý nghĩa với tất cả mọi người chúng ta. Tôi nói nó có ý nghĩa với tất cả mọi người là bởi vì đã làm người thì chúng ta bất kể là ai cũng đều phải có cha có mẹ bất kể bạn sống ở đâu trên thế giới này bất kể bạn thuộc tôn giáo nào thuộc thành phần chính trị xã hội nào thì các bạn cũng đều có cha có mẹ và chữ hiếu của con cái đối với cha mẹ thì bất kể ai cũng phải giữ đạo hiếu này và đây cũng chính là một pháp tu gọi là đạo làm con và vì vậy trong cái ngày này lễ vu lan không còn là của riêng phật giáo nữa mà nó đã trở thành lễ hội của cả dân tộc việt nam trở thành một ngày lễ truyền thống cho tất cả con hiền cháu thảo đều nhớ về cha mẹ như vậy đâu chỉ có những người theo đạo phật mới có cha có mẹ mà tất cả mọi người chúng ta đều có cha có mẹ và do đó trong những cái ngày này thì ai cũng nhớ về cha mẹ trong cái dịp lễ vu lan báo hiếu và dần dần thì nó đã trở thành một lễ hội của dân tộc Việt Nam, thưa quý vị. Và trong những cái ngày này thì nó còn có một cái nghi thức rất là quan trọng, đó là nghi thức cài hoa hồng trên áo. Đây là cái nghi thức chỉ có ở Phật giáo Việt Nam mà thôi. Những cái quốc gia có Phật giáo khác thì đều không có nghi thức này. Nghi thức này chỉ có ở Việt Nam từ những năm 1962 do thiền sư thích nhất hạnh đề sướng những phật tử nào còn mẹ thì sẽ được cài ở trên ngực trái một đóa hoa hồng màu đỏ những ai không còn mẹ thì sẽ được cài trên ngực áo một bông hoa hồng trắng để tượng trưng cho những người đã mất mẹ và cũng trong cái dịp này thì thiền sư thích nhất hạnh có sáng tác một tác phẩm đó là tác phẩm được mang tên bông hồng cài áo và sau này thì nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã dựa vào cái ý của tác phẩm này để sáng tác bài hát cùng tên gọi là bài hát bông hồng cài áo. Tác giả muốn nhắn nhủ những ai còn mẹ thì xin đừng làm mẹ buồn, đừng làm mẹ khóc, hãy mang thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho mẹ bởi đến một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn mẹ bên cạnh nữa. Và bài hát này có đoạn mở đầu như sau một bông hồng cho em một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn mẹ đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn Dẫu mai nay mẹ hiền có mất đi Như đóa hoa không mặt trời Như che thơ không nụ cười Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm Như bầu trời thiêu ánh sao đêm Đó là cái đoạn mở đầu của bài Bông Hồng Cài Áo mà chúng ta thường nghe hát trong những nghi thức bông hồng cài áo trong dịp lễ Vu Lan. Phần ý nghĩa của lễ Vu Lan chúng ta tạm thời dừng lại và tìm hiểu ở phần sau. Còn bây giờ tôi mời tất cả quý vị chúng ta cùng tìm hiểu những sự kiện chính xảy ra trong dịp rằm tháng 7 này quý vị nhé. Thì thưa quý vị trong dịp rằm tháng 7 này có 5 cái sự kiện chính. Sự kiện thứ nhất đó là ngày Đức Phật hoan hỷ thì theo luật Phật chế đó trong cái ba cái tháng an cư tính từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 7 âm lịch thì các đệ tử của Phật phải cấm túc an cư có nghĩa là không có được ra khỏi nhà hạn chế việc đi ra ngoài để tập trung vào sự tu niệm củng cố sự chống chung thanh tịnh hòa hợp cảnh tỉnh thân tâm để tinh tấn trên con đường đạo hạnh một khi đệ tử của Phật tu hành trong 3 tháng viên mãn thanh tịnh khi kết thúc 3 tháng an cư đúng vào ngày rằm tháng 7 Đức Phật sẽ rất vui mừng cho nên kết thúc cái ngày này được gọi là ngày Phật vui mừng hay còn gọi là ngày Phật hoan hỷ. Sự kiện thứ hai được diễn ra trong dịp rằm tháng 7 đó là ngày tăng tự tứ là cái ngày chúng tăng sau 3 tháng an cư tu tập nghĩ rằng tuy mình đã cố gắng tu tập rồi nhưng chắc chắn rằng sẽ không tránh hết khỏi những lỗi lầm. Nên khi tròn 3 tháng vào ngày rằm tháng 7 thì họ cùng nhau tập trung lại cầu mong những vị có giới đức thanh tịnh hơn mình chỉ những cái lỗi lầm cho mình. Nên tự mình mà nếu thấy mắc phải những cái lỗi lầm đó thì phải phát lộ sám hối. Sự kiện thứ ba trong cái dịp rằm tháng 7 này đó là ngày tăng thọ tuế là ngày các chư tăng được nhận tuổi. Thì như quý vị biết đó, là đối với đạo Phật thì nó có hai tuổi Tuổi đời và tuổi đạo Tuổi đời thì nếu mà cha mẹ Sanh ra đủ một năm Tức là tròn 12 tháng Thì gọi là một tuổi Nếu được 24 tháng thì gọi là hai tuổi Như là cái tuổi ở ngoài xã hội chúng ta thường thấy à, Nhưng theo luật Phật chế Thì hàng xuất gia thọ giới Của Đức Phật đó, Không tính tuổi theo 5 tháng Theo cái kiểu thế gian Mà được tính theo tuổi hạ Lạp Nghĩa là năm nào mà có an cư kết hạ được trọn vẹn thì được tính một tuổi, nghĩa là vị nào mà an cư kiết hạ hoàn thành 3 tháng tu tập kể từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch là mãn hạ, như vậy là được tính một năm hạ, tức là một tuổi hạ hay còn gọi là tuổi đạo. Sự kiện thứ tư xảy ra trong dịp rằm tháng 7 này, đó là ngày xá tội vong nhân. Thì thưa quý vị, theo tín ngưỡng dân gian đó từ ngày mùng 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch là cái ngày mà mọi người cầu nguyện ân xá cho vong nhân. Vì vậy mà lễ cúng cô hồn thường được tổ chức vào buổi chiều cho các cái vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có người thân nhân thờ cúng. Đây cũng là dịp để bố thí cúng dường cho các chúng sinh trong cảnh giới khác mà chúng ta không có nhìn thấy được và nhờ tâm thành kính của mình mà những người ở cảnh giới đó nhận ra được sự an lành, hoan hỷ, có cơ hội được giải thoát mọi khổ não, được thoát sanh về cảnh giới an lành. Đó là ý nghĩa của ngày xá tội vong nhân. Và sự kiện thứ năm, đây là một sự kiện rất quan trọng, đó là ngày Vu Lan Báo Hiếu. Thưa quý vị, xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên Đại Hiếu, người đã cứu mẹ mình khỏi kiếp ngã quỷ. Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa khi Ngài Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công, có nhiều phép thần thông rồi, có thể nhìn thấu được nhiều kiếp, gọi là Huệ Nhãn, thì lúc này Mục Kiền Liên mới nhớ đến mẹ mình và Ngài liền dùng Huệ Nhãn để tìm mẹ. Khi mà thấy mẹ mình đã phải xa vào cái kiếp ngã quỷ, tức là làm cái quỷ đói, bị hành hạ, đói khát, cực khổ. À, do lúc sinh thời thì bà Thanh Đề là mẹ của Mục Kiền Liên đã làm rất là nhiều điều ác cho nên là uh, bây giờ phải đọa vào cái kiếp ngã quỷ và ngài mục kiền liên thấy mẹ mình uh, phải đọa vào cái kiếp ngã quỷ đói khổ như vậy thì uh, ngài mục kiền liên liền hóa phép cho mẹ một chén cơm nhưng khi mà mẹ ngài vừa bưng chén cơm lên định ăn thì lập tức chén cơm đó biến thành than lửa đỏ không thể nào ăn được uh, trước cái sự việc mà ngài mục kiền liên chứng kiến mẹ mình phải uh, chịu khổ như vậy chịu đói như vậy thì ngài rất là thương yêu mẹ mình và ngài Mục Kiền Liên liền quay về uh, tìm Phật để hỏi cái cách cứu mẹ thì uh, Đức Thế Tôn mới dạy rằng dù ông có thần thông quảng đại đến đâu cũng không có đủ sức để cứu mẹ ông đâu. Uh, chỉ có một cái cách duy nhất là nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải thoát được cho mẹ. Và Đức Thế Tôn cũng dạy Mục Kiền Liên rằng uh, cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày thích hợp nhất để cung thỉnh chư tăng sắm sửa lễ cúng vào cái ngày đó đồng thời xin chư tăng cầu nguyện cho khỏi kiếp khổ nạn và thưa quý vị quả nhiên thì khi mục kiến liên làm theo lời phật dạy thì mẹ của ngài mục kiến liên đã được giải thoát và đức thế tôn cũng dạy rằng chúng sanh nếu ai muốn báo hiếu cho cha mẹ thì cũng nên làm theo cách này đó là lời trong kinh vu lan bồn à, thưa quý vị qua cái tích chuyện này thì chúng ta thấy rằng nhờ tình yêu thương thảo hiếu với mẹ mà ngài mục kiền liên đã cứu thoát mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ và cũng nhờ lòng hiếu thảo mà ngài mục kiền liên đã được phong danh hiệu là bồ tát mục kiền liên đại hiếu và từ đó thì ngày lễ vu lan ra đời và cũng chính từ đó đến nay để báo hiếu cho cha mẹ thì hàng năm ở tất cả các chùa đều có tổ chức lễ vu lan để nhắc nhở chúng ta có bổn phận phải nhớ tới cha mẹ tổ tiên ông bà của mình báo hiếu cho cha mẹ từ lúc các ngài còn sinh tiền cho đến khi các ngài vãng sanh, thì đó là những cái ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. À, thưa quý vị trở lại với nghi thức bông hồng cài trên áo, à, chúng ta đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại đề cao cái chữ hiếu và đặt cái đạo hiếu, đặt đạo làm con lên thành một pháp tu? Thưa quý vị, trong ca dao Việt Nam có câu Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Hình ảnh núi Thái Sơn ở đây mô tả cái sự vĩ đại, cao lớn và bền vững của công lao cha mẹ Nước trong nguồn chảy ra thì lại tượng trưng cho tình yêu thương, tinh khiết và bất diệt của tình mẹ Thật vậy tình yêu của mẹ đối với con như quý vị biết là một thứ tình yêu vô điều kiện Chẳng có một người mẹ nào lại đặt điều kiện cho con phải thế này cho con phải thế kia thì mẹ mới yêu con từ lúc sinh ra thì người mẹ nhìn thấy con mình khỏe mạnh đó đã là một niềm hạnh phúc của mẹ rồi Ở chỗ khô thì nhường cho con nằm chỗ ướt thì mẹ nằm ngày xưa khi mà kinh tế nó chưa phát triển như bây giờ thì quý vị biết rằng uh, những cái bà mẹ sanh con đã không có những cái bỉm như bây giờ mà người ta cắt những cái miếng vải thành cái hình tam giác như thế này để cuốn để lót cho con. thì quý vị biết là trẻ con khi mà nó mới sinh ra nó đi vệ sinh rất là nhiều lần trong một ngày và ngày xưa đó thì nằm ở những trên những cái chiếu thôi. thì um, con nó lúc còn nhỏ nó đi vệ sinh nhiều lắm, um, một ngày có khi là phải thay hàng hàng chục cái miếng tá như vậy. thì trong một đêm nó nó tay có khi là gặp mưa bão không có còn cái tã khô để mà lót cho con nữa do trời mưa thì có khi phải lấy hết cả quần áo của cha mẹ ra để quấn cho con nằm rồi khi mà con nó đi vệ sinh ra như vậy có khi nó ướt hết cái giường bên này rồi mẹ lại phải xích qua một bên chỗ này để cái chỗ khô cho con nằm cứ như vậy nhích, nhích nhích ra có khi là không có còn chỗ nằm nữa thì mẹ lại phải nằm vào cái chỗ ướt rồi để nhường cái chỗ khô cho con thì đó là cái cảnh mà ngày xưa một người mẹ chăm con từ cái lúc nhỏ cha mẹ đã phải hy sinh rất nhiều vì con cái như vậy rồi. À, bây giờ thì các bạn trẻ bây giờ có nhiều cái điều kiện hơn thì các bạn có thể không có hình dung ra những cái cảnh khổ mà ngày xưa một người mẹ sinh ra một đứa con đã phải vất vả như thế nào kể từ cái lúc mà mang thai 9 tháng 10 ngày cho đến lúc sanh ra một người con khôn lớn lên từng ngày cha mẹ đã phải dõi theo con từng giây từng phút từng cái bước chân của con đi con khỏe mạnh thì cha mẹ vui mừng và cha mẹ không đặt một cái điều kiện gì đối với con và người mẹ như quý vị đã biết là người mẹ là cái người nói dối với con nhiều nhất có một cái món ăn gì ngon thì cũng nhường cho con và con có nói là Tại sao mẹ không ăn thì mẹ cũng nói dối là con ăn đi, mẹ ăn rồi, hoặc là mẹ no rồi, hay là mẹ không thích món này, món kia, vân vân. Do vậy mà người mẹ là cái người hay nói dối với con nhiều nhất. Và quý vị cũng biết là người mẹ là cái người duy nhất chờ cửa mỗi khi chúng ta về muộn. Không có một người nào có thể kiên nhẫn chờ đợi chúng ta suốt đêm như vậy. Người yêu của chúng ta hay là vợ là chồng có chờ đợi chúng ta đến một lúc nào đó cũng nhắn tin với chúng ta rằng uh, chờ em, chờ anh lâu quá. Anh ngủ trước hoặc là em ngủ trước nhé. Chứ không có thể nào mà dành cho chúng ta trọn vẹn một cái tình yêu thương như một người mẹ dành cho chúng ta. Còn uh, tình yêu đôi lứa thì lại ngược lại với tình yêu của người mẹ quý vị. Tình yêu của người mẹ là một tình yêu vô điều kiện. Uh, chúng ta có yêu mẹ hay không? Người mẹ không cần biết người mẹ chỉ cần biết rằng người mẹ dành tất cả tình yêu thương cho con nhưng ngược lại tình yêu vợ chồng hay là tình yêu đôi lứa là một thứ tình yêu có điều kiện nếu mà anh có thương tôi thì tôi mới thương anh hoặc là em có thương anh thì anh mới thương em hai người đều phải đáp ứng lại cái điều kiện của người kia hai người đều có cái tình yêu thương nhau thì lúc đó tình yêu giữa hai người nó mới xuất hiện và cái tình yêu này nó duy trì được hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều những cái điều kiện mà hai người phải dành cho nhau chứ không phải như tình yêu của người mẹ dành cho con là một thứ tình yêu vô điều kiện dù chúng ta có chối bỏ người mẹ dù chúng ta có khước từ cái tình yêu thì người mẹ vẫn lúc nào cũng sẵn sàng yêu thương đùm bọc cho con mà thưa quý vị cũng chính vì cái tình yêu có điều kiện này nên chúng ta luôn luôn tìm cách để chúng ta duy trì cái điều kiện đó bởi vì chúng ta đã yêu rồi thì chúng ta tìm cách để thỏa mãn những cái điều kiện mà đối phương đòi hỏi để duy trì cái tình yêu đó và cũng chính vì điều này mà trong tình yêu đôi lứa thì ai cũng muốn thể hiện cái điều kiện của mình thông qua các cái hành vi tình yêu để chúng ta duy trì cái mối quan hệ và đây cũng là cái lý do để giải thích vì sao có những trường hợp chúng ta sẵn sàng bỏ cha mẹ để đi theo tiếng gọi của tình yêu đôi lứa còn tình yêu của cha mẹ bởi vì nó là một cái tình yêu vô điều kiện cho nên đôi khi chúng ta xem nhẹ cái tình yêu của cha mẹ đôi khi chúng ta xem tình yêu của cha mẹ dành cho mình là một cái lẽ đương nhiên và đó là cái nhiệm vụ của cha mẹ chính vì vậy mà chúng ta chưa có trân quý, trân trọng cái tình yêu của cha mẹ đối với con cái của chúng ta đúng mực. Chỉ đến khi nào mẹ của chúng ta không còn nữa thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy hối tiếc. Bởi tâm lý con người của chúng ta thưa quý vị, thường là chúng ta không có biết trân trọng những gì mình đang có. Chỉ khi nào nó mất đi, nó thuộc về dĩ vãng rồi thì chúng ta mới nhận ra thì điều đó đã quá muộn rồi. Đặc biệt là chúng ta thường thấy cái tâm lý này ở người trẻ ở người trẻ thì chúng ta thường chỉ có mơ mộng hoài bão đến cái tương lai chúng ta hoài niệm quá khứ và thờ ơ với hiện tại lúc còn trẻ thì chúng ta cứ mơ mộng đến một cái tương lai là chúng ta phải học cái này học ngành kia chúng ta phải làm cái này làm cái nọ chúng ta phải chọn người yêu có những cái tiêu chuẩn ra sao còn đối với những người già khi về già rồi thì lúc đó họ lại hay hoài niệm quá khứ, người ta hay nghĩ rằng phải chi hồi đó tôi làm cái này, phải chi hồi đó tôi làm cái kia, hay là phải chi hồi đó tôi thương anh này, phải chi hồi đó tôi yêu chị khác. Chúng ta cứ đau đáu mơ mộng đến một cái tương lai rồi chúng ta hoài niệm cái quá khứ mà chúng ta ít trân trọng với những cái chúng ta đang có. Nói tóm lại, con người chúng ta thường mộng mơ trong tương lai, hoài niệm quá khứ và chúng ta thở ơ với cái hiện tại trở lại với tình mẹ cũng vậy lúc mẹ còn thì chúng ta thấy tình mẹ cũng bình thường thôi bởi vì tình yêu của mẹ là một cái tình yêu vô điều kiện chúng ta chẳng cần phải đáp ứng cái điều kiện gì cho mẹ mẹ cũng vẫn cứ yêu thương chúng ta mà không đòi hỏi bất cứ một thứ gì đâu cần đòi hỏi chúng ta một cái điều gì như là sự đòi hỏi của tình yêu đôi lứa đâu mặc dù vậy thì tình yêu của mẹ là một tình yêu vô điều kiện nhưng lại vô cùng vĩ đại như câu ca dao ở trên công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đã nói lên tất cả những điều đó. Thưa quý vị, lúc chúng ta còn trẻ, mẹ chúng ta cũng còn trẻ thì mẹ của chúng ta che chở chúng ta theo đúng cái nghĩa đen, bờ vai của mẹ còn khỏe, sức còn đủ để che chở chúng ta để bảo bọc để dỗ dành mỗi khi chúng ta khóc mỗi khi chúng ta đau ốm bệnh tật những cái lúc khó ở trong người chúng ta sẵn sàng gắt gỏng lại với mẹ chê món này mẹ nấu không ngon chê món kia mẹ nấu dở rồi chê mẹ giặt quần áo không thơm khi mẹ vất vả nấu cho chúng ta một bữa cơm khi dọn lên chúng ta lại chê món này mặn chê món kia lạt mẹ lại âm thầm mở tủ nấu món khác để cho con hài lòng Mẹ không cần biết lý do tại sao, miễn rằng mẹ thấy con vui là được. Rồi khi lớn lên, đặc biệt là các bạn nữ khi có gia đình riêng, nếu cuộc sống này ban tặng cho các bạn một người chồng biết trân trọng, biết đùm bọc, yêu thương bạn, điều đó thật là tuyệt vời và chúng tôi xin chúc mừng bạn. Nhưng nếu chẳng may bạn gặp một người chồng không biết trân quý, không biết vỗ về, an ủi không biết bảo vệ bạn mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi cơm không lành, canh không ngọt, hoặc là trong cuộc sống này khi gặp những điều bất chắc, gặp những lúc làm ăn không thuận lợi, gặp những lúc thất vọng, chán trường, thì nơi bình an nhất vẫn là được về bên mẹ. Có thể lúc này mẹ chẳng còn khỏe mạnh để chăm sóc bạn về thể chất nữa, nhưng chỉ cần bạn trở về, được gục đầu vào bờ vai gầy gò của mẹ, để được khóc với mẹ thế thôi cũng đủ để bạn được hạnh phúc. Và lúc này, mặc dù mẹ đã tàn hơi sức yếu về thể xác, nhưng sức mạnh từ tình yêu của mẹ vẫn đủ để bảo bọc, để yêu thương bạn. Và bờ vai gầy gò yếu đuối vì tuổi già kia vẫn có một sức mạnh phi thường giúp bạn xua tan đi mọi muộn phiền cho bạn và đem lại sự bình an nhất cho bạn mà không một ai có thể làm được ngoài mẹ và cũng chính vì tình yêu thương vô bờ bến và vô điều kiện dành cho các bạn mà trong mùa Vu Lan này, những ai còn mang trên ngực bông hồng màu đỏ, chúng ta hãy biết trân trọng, biết yêu thương những ngày chúng ta còn được có mẹ ở bên cạnh. Còn những ai kém may mắn hơn, chúng ta mang trên ngực một bông hồng trắng thì chúng ta hãy sống thật tốt để hồi hướng công đức cho mẹ, để mẹ được an lạc ở cõi Niết Bàn và cuối cùng thưa quý vị dù trên ngực của chúng ta là bông hồng đỏ hay bông hồng trắng thì mỗi ngày của chúng ta đều phải là ngày vu lan để đền đáp công đức sinh thành cho cha mẹ vậy là chúng ta đã đắc đạo rồi đạo làm con xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chúc quý vị một mùa vu lan an lành và hạnh phúc